Rồi hai mẹ con đưa nhau đi xuống bà ngoại. Lì xì tết cho bà ngoại. À thôi, thôi mà. Đừng có dừng lại. Lì xì cho cháu. Ấy là đừng có dừng lại. Ba lì xì con nha. Trời ơi, lì xì cái gì không biết nữa. Con hạ bà đi, con hạ bà. Hạ bà, tôi cho nhiêu vậy, con hạ bà. À. Cái mặt xuống rồi, cái vòng mặt cái là đẹp trai nhất ở đây mà. Nè, cái livestream là thấy nó quậy quá mà. Đẹp trai nhất có lòng hết tay này. Nó biết tại rồi đó, nó giỏi lắm mà. Nó hơi chơi. Nó mặc đồ đi quá vừa phụ á. Mặc đồ đi đâu? Lấy tấm tỉnh mụi mụi nghe con. Bây giờ con lên anh đi xuống nhà với ngoại cô bốn. Đi xuống xuống bà ngoại sớm đi để em nó lạnh. Dạ con đi. Đi đường mà phải bằng áo ấm là biết cỡ nào rồi nè, trái cho nó tốt bụi hộp nè. Mẹ cho chiều lạnh em á. Hàng dâu ở khí hậu mình nó nám. Xuống bà cô bốn, xuống bà ngoại cho chú. Cái nào mẹ đem vô đi hồ nữa, đi xuống bà cố. À, cái đây. Rồi, rớt rồi. Ở đây mẹ giữ cho con. À. Ba giữ cho được triệu rưỡi rồi đó. Vậy là mai ba nó về hả con? Ba nó về được mới đi về tỉnh thôi. Mẹ ba nó về. Lý Anh. Lý Anh. Bây giờ ớt đi là không có mai đâu hết nha mà. Không, đi lâu lâu đi về lại mà không khám là giỏi đó. Hôm qua này không tới một tiếng khám mà mày tỉnh đây. Giờ đi xuống bà ngoại nha cả nhà, đây nè hành trình hai mẹ con đi vậy nè. Tôi muốn hơi ớn mà. Đi xuống bà ngoại, đụng lên bà Trân á. Bị cáo Trân chưa con? À, bị cáo Trân vô nha, đi đường để bụi vô, ơi lạnh nha, lạnh vô. Đi. Bye bye đi, bye bye. Bye bye đi, đây. Biết thấy mình làm biết. Giờ đi đâu là không có quan tâm gì nữa trơn. Em đi đi. Bây giờ đi nha cô. Đi để trễ quá em nó lạnh. Là đây đây con. Để đây mẹ đi dân dịu đây nha. Dạ con. Đây là ngào ngào lên con. Ngào lên được luôn. Đi ra bà ngoại nha. Có luôn chứ. Ôi mông. Để đâu ăn. Rau dún. Đồng đây nay mốt là nước ngập lên lớn ấy. Để bà ngoại đi ăn cúng rồi. Xuống gì nhà, nhà bà ngoại có mấy cây ve đẹp ghê. Vô nhà ngoại. Ngoại ơi! Đây nè, con giết bà ngoại, giờ là biết bà ngoại ở ngoài rồi đi. Con giết là nó ở tàu ngoài trời. Nè con nè. Đây là đôi dép của bà ngoại. Một chiếc này, chiếc kia. Đó, bà ngoại ơi!
đâu à? À, xa không thấy bà ngoại đâu ấy. Cho em xuống kìa. Thôi đi mẹ cho đi tiếp con. Đi mẹ đi, đem cái quà của bà ngoại xuống cho bà ngoại đã. Thôi để đây đi rồi lên chở bà ngoại xuống. Ngoại ở đâu? Đây nè. Trên chỗ đây có đám giỗ. Giờ này chắc bà ngoại đang cúng ra nhà cậu Sáu đó. Đi lên. Chồng con luôn nào? Chứ rồi chứ chưa về qua này. Chưa, ba chồng con đang nhập viện. Chạy là chạy là cháu bệnh không? Ba con bị xe quẹt. Ông chồng mẹ ơi. Dạ. Chạy con. Dạ, dập mấy một cái chân. Câu cho mày. Tao nói là bây giờ là một bà mới biết là con là có chồng có con. Chứ hầu kia là bà nói là đi tự cấp đi cho bà nuôi mà không chịu. Đây nói nè. Bà nuôi lấy gì bà nuôi. Thì bây giờ con ôm nó về bà nuôi đi nè. Bà nuôi bây giờ có chồng có con thì nuôi chi. Bây giờ mày có chồng là biết tao nuôi đứa đây. Đây nè. Biết đâu. Bây giờ con có chồng con nuôi. Bà mới nuôi chứ. Phải không? Bà má đi đúng không má. Bà không biết không? Dạ không, con là vú nó nè. Con nè, con nè, hòa nhập rồi, hòa nhập cộng đồng rồi, vô ngồi ăn liền rồi, cởi áo rồi. Không có nát. Dạ cho chăm con rồi, cho chăm tới bây giờ. Đây nè, cả nhà con nè, mâm cúng ở dưới quê, cúng tất niên hả? Thằng sĩ đâu không đi. Thằng sĩ mẹ mới về bà ngoại. Con như là con chạy chạy con gì não con gì não nè nghe ông bà nhẹ ngáp nhận chưa mà trời ơi bà nào bà ngoại nhẹ nghe không bà đã nhận chưa mà sao mà mang chơi dép mà mang một chiếc đực chiếc ké con chạy vô nhà con thấy chiếc đẩy nè ông ta nhận cho bà không có cây dùng mà nát thì bà mong cho chiếc đập chiếc nè tiền một túi vậy mà kêu không có tiền sao mà mẹ tính với bà ngoại y chang hỡi đụng tới cái là hết tiền một là hết tiền hay là nợ dạ đó con mở ra thử là bao nhiêu nhiều hơn con để con kiểm tra đi con mở ra thử có mấy đồng đó con mở ra thử mấy đồng đó tiền trâu cha bà đến bà dưỡng già ăn bao nhiêu đâu mà dưỡng già dưỡng già kẻ mấy trăm đó bà không dưỡng già tu tra mấy triệu bạc mô phạt ca mấy triệu bạc bà quả nó con trai đây nè đây nam đây đi con tém một triệu rưỡi rồi nè triệu sáu nè rồi cho cái này nữa lần triệu bảy bọt bây giờ bà con biết tâm tiền này là tiền hậu giáo hậu đi xây bà ngoại thì đúng rồi tiền đó bây giờ bà ngoại 1 triệu bảy là bà ngoại giàu nhất xóm này rồi đó đó là bán gì diễn dòi đó bà ngoại hỏi mấy cô mấy chú ở đây đi con có nghe có 1 triệu rưỡi 1 triệu bảy cho bà ngoại không chưa đâu dài là chưa nha để cùng cút lẹ nữa bắt luôn cho con có ngoại con bà nè rớt cháy con lượm bà túi hả sao bà túi đi con no
ngon quá, con chịu qua nó mới mua. Nó mới mua bánh tráng trộn trái chiên. Bé đi hạt rồi bà nào bà ngoại. Bây giờ làm viện cũng lâu á. Thì mẹ nó chồng con về xong rồi. Thì bây giờ con cá thì đâu đó, bây giờ tập trung về hết mà. Nghe ba vậy là tập trung về hết. Con là tại vì con kẹt cái hôm này. Kẹt cái ông nhỏ này cho nên là được ưu tiên. Giờ là ông này là trên hết thôi chứ bây giờ. Hả chị hạ đâu rồi? Sao không ngờ luôn vô luôn dùng luôn. À tối tối coi chút bò cho em đó. Quay con quay. No, tao đóng máy. Bây giờ nè, mình mất cái bịch này mà được cái này nhiều hơn mình, bà ngoại chọn cái nào? Cái nào bà cũng chậu hết. Cái nào thì cái nào cũng chậu. Tính ra bà ngoại bà vẫn còn rất là tỉnh táo nha. Bà tỉnh táo nhưng bà đâu có gì. Chết luôn con cá tôi tiếng này nè. Nói nha, con đem quà xuống cho bà ngoại với lại nè, lì xì cho ngoại nè. Bà cả hết rồi nha, làm chứng nha. Bà ngoại tốt quá nè. Được cái đây là được cái đây nữa. Rồi bà ngoại tốt quá đâu. Bà cố nè. Bà cố đi con. Bà cố đi. Bà cố đây bố chú rồi bà cố đi hỏi là chứ. Cho nghe không? Chứ bây giờ bà cố không có ở mà. Bố chú không bà cố ở rồi. Trả ra đâu? Bà được hai cái này rồi không đó. Bây giờ về nè con gửi quà ở dưới à. Dạ tao con về hả? Con để đắp bây giờ để ăn cơm. Để cho lóc nước yên uống. Con chạy lại ăn cơm á. À ôm ra bò. Rồi đi đi ra bò. Đâu mà, mấy mợ, mấy gì, mấy ăn đi. Đừng có lo. Về đây ăn cúng mít mấy ngày nay, con ớt mất tiêu rồi. Con ớt mà. Thôi, ra bò, chút chút á. Mà có đi. Ra bò, cái gì quá. Thôi làm gì nữa. Đây, bò đâu, bò đây hả? Bò này, bò quá trời. Hello. Đưa đi. Nãy đang quay máy kia nó cúp nguồn mất là không biết cái clip nó được không? Được. Tắt cái rập luôn. Vẫn lưu được. Ẩm bà. Chưa có biết kêu vậy. Cô này dịu nè, quay cái cây rôm nè, cò bay thẳng cánh kìa. Đẹp ghê chưa? Đó, đứng yên cái góc đó, cò qua nó đẹp. Trời ơi, cảnh chiều quê chụp cho nè. Đó. Trời ơi, cảnh chiều quê. Không phải nam ra. Rồi, có một chú đi vô, đi đưa đứa vô. Cái mẹ đẹp thôi bắt đầu. Chú cháu ơi, đâu lộn, đậu. Vô mượn cái rửa đi. Để cái cút ra đây, đây bấm cái chậu me về mới được. Chậu me đẹp quá mà. Bấm chậu gì đâu mà, mại quá mà. Đẹp đi. Cứ một tay là bấm hết. Mà sao nó nở được trơn vậy? Sao lần này mẹ nó nở xóa đi? Một tay. Hả mà? Em 100 tay nó có. 100 tay là phải cứ cho một tuổi á. Giờ nào cũng muốn hết. Anh nghe hậu. Rồi, hai người lên. Rồi, để nhị nhau. Dạ, nè vua chúc mừng cái là gì? Anh nhau. Bà này lấy chồng trước nè. Còn bà này lấy ống chè nè. Bà này đẹp ghé nhất là ống chè nè, biết sao ăn đẹp ghé nhưng mà kén chọn. Khó chịu. Đây là ống chè rồi nè. Anh nè, ống chè rồi anh nè. Không, có bồ chưa? Chưa nè, chưa có bồ luôn nè.
Bà này bà nào nó đây cô em? Bà này còn lâu lắm. Bà này bà lớn nhất kia đúng không? Bà gì? Nó giống nhau không thì tự. Chị gì đâu mà chị. Chị đây là ra bà này là hạt mì he sao lấy chồng nè. Bà này là móng chuồng, bà này là ống chì. Bà này là móng chuồng, bà này ống chì. Chưa gặp luôn á. Con gặp thằng cu lớn thôi chứ còn bé nhỏ này chưa gặp nha. Con quay đầu chắc cũng chưa biết luôn. Chưa biết luôn. Biết cu lớn thôi. Bà này mới đang yêu mặt bấm mụn không kìa. Thấy không? Đang yêu chưa? Thì đó, đang yêu đó. Đang yêu là tuổi dậy thì chứ. Mở ống rượu nè. Bia sao đựng trong che đó. Đó đây nha, mẹ đi nha, để tôi nói khác cho mẹ đi nha. Không sao đâu. Mà cháu này bỏ ớt chưa cô đi? Như ngày không bỏ ớt. À vậy cho con xin miếng gì con nghe đi. Bỏ nó ra đầu. Đúng rồi cháu những cái gì bỏ với cái đẹp đẹp kia. Mà hồi trưa bấm cơm cho nó cứ gọi mẹ nấu nó đâu ăn đâu. Cái viên gạo nó kiểu lỡ nửa xong nó cận cận nó chịu ăn không được đâu. Mềm còn có câu ăn thảo là nó mềm mà nó mới ăn được. Có một kén cơm nó ra nên ăn đúng ăn ngủ nó ngậm luôn rồi cho nó cùng hết. Dạ em ăn chó luôn rồi. Cho con múc cái thịt đem về đi. Thằng Bi tối nay nó đi ăn giòn với con. Thì giờ ăn nó giòn sao?
thôi, ít thôi, ít thôi, ít thôi. Dạ đâu, ít mà, ít. Đâu, đâu, đường đâu. Đường có, đường nó có. Sao chị múc miếng táo vậy? Thì đúng nào nó múc lên miếng chứ. Múc thêm vô đây, đây cho, múc đại vô đây cho. Đại đây múc. Múc thêm vô đây chứ. Đừng có hành vô nha. Cháu không có hành gì hết. Sửa hết đi. Sao không phải sửa hết mà ý là sáng mẹ mới mua cháu thì mừng. Là cháu, đừng cầu bà. Chị nói xỉ về chị. Dạ, xỉ về tới nhà đâu. Đâu mà tiện xuống đây ngồi một mình vậy? Ngồi chị em vui mà. Xe quá chẳng. Đây là Sài Gòn mình về đây về quán gỡ làm dâu nè. Về làm dâu quán gỡ. Là em đi có mấy đồng. Đi về mà bơ cũng bịch vậy trời. Không đi nào, cảm ơn. Cảm ơn. Về quê lên dỗ là lúc nào cũng được cầm một bạch về về nè. Con cho nhà mở sáng rồi còn cái giếng này mà. Nhà cậu Nam cũng còn chứ, chị Nam còn chứ. Đâu giờ hết xè luôn rồi. Đây đây à. Ở đó dưới lại mở bốn luôn đi nghe. Nào nó không bao giờ tám. Chút nữa là cho giờ tám rồi. Ăn sao không? Dạ, có mình ngọ tiền không quê vậy? Quê em á, quê. Của con. Dạ đúng rồi chứ, lì xì bà ngoại là đúng không nè. Mẹ con vô đồng bằng 4 không mới ra lẻ. Con vô đồng bằng 4 không chút tay nữa hả? Dạ, 4 mà về mẹ lì xì cho đám cháu dưới đây chứ. Lì xì cho mượn, nó mượn biết chẳng. Thôi bỡ. Thôi bỡ, mẹ, mẹ thấy không? Dòng cháu của nhà mình không là lực lượng nó sẽ phần bà ba vàng chưa hết. Nó phần mình quá. Bao nhiêu cho má con? Đây em nói phía nậu bên đây một giấm nhẹ không? Phía bà nhậu một mùi nữa. Chưa kể là cái lứa cỡ con bây giờ là con ké đùm đề nữa đúng chưa? Chị Lon là nhà chị Lon he đứa nè. Chị Lương he đứa nè, chị bốn ba chị he ba đứa nè. Ba đứa bốn đứa. Ba đúng rồi, ba rồi. Nó nói là mẹ hè đứa. Cái xăng của bà ngoại đảo quá dài rồi nó mất bà ngoại đi. Cái là coi như lòm cho cá nó đứng nó lại. Mày lao cái gì? Dưỡng mày cái mới lồ. Mới lồ cho cá nó lại đi thôi. Mà nó lao cái con cá là coi như là đây. Đi về cho nó đi dưới. Đây lên xe, thế sao mày đi chân đất cho chống mẹ tính dữ vậy? Bà đứa là cái đứa đầu rồi. Con bà đi chết đập đầu bà. Không có tiền mua mà. Nữa biết rồi, con rất y chang á, tính giống như chang mẹ tính nè. Mẹ tính đi cho bà ngoại chứ. À, bà ngoại tên thiệt của bà ngoại tên gì? Phan Thị Tùng. Phan Thị Tùng. Phan Thị Thơm. Phan Thị Thơm nó vô bằng hơn. Nó sửa tao rồi, mày tay muốn sửa tay tay vậy, cũng sửa tất cả bà ngoại thì tao bấm nó về luôn cho. Xuống nhà cô này. Xíu rồi. Đợi cá về, mơ cá đi. Đâu cá chứ, bà có phải. Đâu, để mai mốt bà ngoại cứ khỏe mạnh là được, không có cần lì xì. Đúng rồi. Dạ. Ăn mộng quên, mộng quên. Dạ thôi bây giờ cho quà về đó có tặng bà đi nha. Rồi sao bà bốn cho em miếng bánh tráng bà bốn ơi. Cầm cái ống điện thoại thì dịu hơn. Đưa miếng bánh tráng rồi. Đây bà có về không? Bà ngoại lên đây, đây chở đi. Bà có đây bà có về cho bây giờ con bà có ăn nào đâu. Ý là bây giờ bà có lên đây. Ngồi 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 đúng rồi. Rồi ôm con vô. Rồi đây con gạt cái chân này ra đã.
không ông giết mà không có tiền mà bà mong giết cái cát không biết không không biết không không bà ngoại đừng có nói vậy mấy cậu đồ đang ngồi đây mà cái nói tiền mấy cậu không có tiền luôn cậu Tám cậu Tám cậu Bảy đệ gia Sài Gòn Bảy nè đệ gia Đức Phổ đệ gia Lâm Hôn lập tập lập nè đây đây cậu Bốn nè đệ gia Đường Chánh Đông dẫn bốn ấy là ấy là con chưa nói sao da bọc xương bà nào bà ngoại ôm vô đi nào chụp tấm hình đi dịu vô bà ngoại vô dịu bà ngoại kêu dựng bốt ra đại gia rồi còn đại gia thiệt mơ đại gia mà không cá chết chết hồi nãy con nói rồi da bọc xương mới được mới quanh được đậu ơi uống ít tao đậu ơi nhậu gì dưới đậu đi cô bốn về luôn một máy xuống chơi nữa có gì vườn vườn của cô có đau gì cô bốn đồ muốn đủ đau hết chứ đang còn muốn thò đâu kẻ rồi chứ đó lo bà ngoại ở trong đây nè, đây con chỉ cho nè. Ở trong đây là nó sẽ có một cái bịch túi lọc đây nè. Ở đây bà ngoại, ở trong đây nó có cái túi này. Bà ngoại cắt ra ở trong đó nó có một cái túi lọc. Cái bà ngoại bỏ vô cái ly, bà nội chế nước sôi vô. Đúng rồi, chế nước sôi vô bà ngoại để 50 phút cơm bà ngoại nhúng cho nó ra nước đi. Đúng rồi, thì hai cái đó. Một ngày uống một bịch đến hai bà thôi. Hai cái này là 60 gói. Rồi con cái này là yến mà bà ngoại uống một ngày một lon. À uống một lon giải rồi. Ok. Rồi con tranh thủ con chạy đi nha. Giải lại tao giải. Rồi con tranh thủ đây chỗ khác nha. Ok, kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Thầy gọi hoài cho cô bốn nữa. Đây con đi luôn rồi con không. Đưa luôn cô bốn ha. Con đi cho cô bốn. Đi đây được một hơi ra cho. Không nói vậy thôi chứ ai người ra không nào. Muốn hơi ra về ăn chứ thôi làm gì mà đã đi về ăn. Mà nó cần khỉ nó về ai chứ mà để chở nó về chứ để tờ táo lạnh ngày ta để chở đi xuống đây rồi cô cát cho mưa rồi muốn ngủ rồi đi đúng không cái này đem cho người ta nữa mà quay bà ngoại ăn nước mắm không thấy nước mắm cho con đi bà nấu rồi thích bà quả cho chết cái thứ hai cái này có mắm gừng với mắm me bà ngoại đâu ăn được không quá ăn đâu đưa đưa cho cô bóng luôn đi rồi cô bóng lên lấy cái che này cho bà ngoại nè giữa chơi thấy chơi nước mắm pha giả cái tao để cho bà ngoại để cho cái mắm đó con đây nó qua thẻn nào rút đi bà sĩ nó ngang đâu có ý là ở đây ra chờ mẹ xíu đâu lập tôm bà ngoại ăn được không cho bà ngoại nữa tí lập tư nữa nè giả cái tao để cho bà ngoại rồi cái này là bà chứ bà ngoại sợ biết chiên quá bà ngoại chiên nước để đó còn coi cái chú cậu có mà nó nhậu nó chiên kia bà ngoại chiên nước á bà nào bà ngoại chế nước vô sắp nhưng mà phải bỏ tủ lạnh chứ không nó hư này bỏ tủ lạnh chế nước rồi có đồ ha lan miếng cho nó nửa nãy rồi cho nó mè cho nó chừng nào nó rút nước hết lẹ xong rồi có cô cắt lát ra cô bỏ vô cô to một vài nữa là ngon con thằng hiền về tôi nó chú mày lấy cho nó bà ngoại có tủ lạnh không cái mắt cậu có không tủ lạnh là để mà bà ngoại gửi cho cô ốc
mợ con là muốn mua cái màu bạn nó thôi bà có chạy gì đâu dạ tỉ bà ngoại đi đâu mà dép vô để đặng cho bà ơi đấy mà chú con thấy bà ngoại mợ con giấy chân xét chân trái cao cái đồng tiền mà lấy gì mà dạ đâu bây giờ con bà cái nha tao chạy lại xây bọt mà là mơ đâu bà biểu mà cá đi lại chợ mua vậy má dạ biết con mà biết là con mua luôn đây đâu có dạ hãy thùng con ơi cái